Có lẽ tôi nên thẳng thắn một chút. Cậu muốn làm tốt cho Việt Thanh. Tôi hiểu. Nhưng cậu có nghĩ rằng như thế là cậu tách khỏi bọn họ, cậu đi một con đường riêng hay không? Anh đang nói ai ạ? Tất cả những người không muốn có một sự thay đổi nào hết, nếu như sự thay đổi đó liên quan đến quyền lợi của họ. Tôi chỉ có thể nói những lời vu khống đó là cực kỳ bố láo, đổ tội cho người khác nhằm làm nhẹ tội. Và tôi đề nghị cơ quan pháp luật cần phải xử lý nghiêm kẻ vu khống. Vì chuyện này liên quan đến anh Nghĩa, dù đúng dù sai, chúng ta cũng cần phải xem xét cho thật kỹ, rất thận trọng, phải đánh giá đúng bản chất của sự việc. Yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng phải vào việc một cách khẩn trương. Vụ sập mỏ đêm qua, các đồng chí ngồi đây không ai bị xước đến một cái móng chân, nhưng đã có 9 người tử nạn. Vào đấy nó sẽ khai toẹt ra hết, rồi lôi cả thâm cung bí sử của Việt Thanh này ra. Nó là thằng biết rất nhiều chuyện đấy. Ông nên nhớ, thằng Hoàng này không bao giờ chịu đi tù một mình đâu. Anh sẽ tìm mọi cách để chạy cho mày, đúng không? Đang lúc nước sôi lửa bỏng cháy ngùn ngụt như thế này, người ta đã có tín hiệu cứu hỏa cho nó tốt rồi. Theo ông nghĩ, người ta dễ dàng cho ông hạ cánh an toàn thế à? Vụ này mà đổ về, tôi mới là người chịu hậu quả đầu tiên. Sống chết thành bại. Yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng phải vào việc một cách khẩn trương. Vụ sập mỏ đêm qua, các đồng chí ngồi đây không ai bị xước đến một cái móng chân, nhưng đã có 9 người tử nạn. Vào đấy nó sẽ khai toẹt ra hết, rồi lôi cả thâm cung bí sử của Việt Thanh này ra. Nó là thằng biết rất nhiều chuyện đấy. Ông nên nhớ, thằng Hoàng này không bao giờ chịu đi tù một mình đâu. Anh sẽ tìm mọi cách để chạy cho mày, đúng không? Đang lúc nước sôi lửa bỏng cháy ngùn ngụt như thế này, người ta đã có tín hiệu cứu hỏa cho nó tốt rồi. Theo ông nghĩ, người ta dễ dàng cho ông hạ cánh an toàn thế à? Này mà đổ về, tôi mới là người chịu hậu quả đầu tiên. Sống chết thành bại.